Đây xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà rất hữu ích dành cho các bạn nhỏ trong mùa Covid. Đấy, mà học online ở nhà thì các bạn không tới trường thì rất là bức bối, chân tay rất là tù túng. Đấy, thì học online suốt ngày tiếp cận với máy tính, laptop và điện thoại. Đấy, thì mình có mua một cái sản phẩm đó là bàn Bilac. Đấy, Bilac Locker. Bilac Mini để về phục vụ hai bạn nhỏ nhà mình chơi trong mùa học online, đặc biệt là mùa dịch Covid mà hạn chế ra ngoài. Đấy, đi ra ngoài thì mình mua cái này. Đây là cái bàn Bilac. Đấy, bàn Bilac Mini dành cho các bạn nhỏ chơi. Đây, thấy này, chất liệu gỗ kia cũng khá là chắc chắn, làm cũng rất là hợp lý. Đấy, chiều rộng này xem mình xem đo bao nhiêu. Một chắc được ba mấy gì đấy, chưa được 40. Chiều ngang này chắc được bao nhiêu? 6, chắc được 6 mấy. Đây. Đấy, mình thấy là chất liệu cũng rất chắc chắn ha. Mình mua cái này là 700 mấy, chục ngàn. Đấy, về để cho hai bạn này chơi Bilac. Thì bây giờ là hai bạn này chuẩn bị bắt đầu chơi nhá. Đây. Ok, đâu bà xem cái quả banh nào. Đó, quả banh như này. Đây. Trò chơi thủ tục trò chơi chúng ta như kiểu đá bóng ấy. Đấy, Bilac. Đó. Thay vì các cầu thủ thì mỗi bên một dãy cầu thủ. Cầu thủ màu gì nhỉ? Màu đỏ, ai màu vàng đấy? Harry màu vàng đúng không? Còn Will màu gì? Mexico, ok. Màu vàng màu đỏ nhá. Bây giờ bắt đầu nhá. Bây giờ ba trọng tài nhá. Ba trọng tài ba sẽ bỏ vào đây đúng không? Rồi. Thì ném thì bà ném tung. Và tung đây đấy. Đấy, xem là ai thắng. Rồi trò chơi chúng ta bắt đầu nhá. Chơi mấy ván nhỉ? 5 ván. 5 ván. 5 ván ai thắng? Ai thắng trước đúng số 5 này là giữa. Ai này có cái thang điểm này đấy, ai cứ thắng ván này ta kéo lên kéo xuống, rất tiện lợi và hữu ích. Đấy. Ai thắng trước 5 ván là coi như là người thắng nhá. Ok, cứ ai đến được số 5 trước là sẽ thắng. Ok. Ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Bạn này cầm cơ thủ màu đỏ đúng không? Cơ thủ màu đỏ thì đánh lưới về bên nào? Đá về bên nào? Đây, cơ thủ màu đỏ thì đá lưới về bên này. Còn cơ thủ màu vàng đá lưới về bên nào? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nào. Khởi động xem là cái chân chu tay cầm có trơn không. Ok, đánh tự do nhá. Muốn đánh làm sao cho nó vào lưới được rồi. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu, 1, 2, 3. Rồi, chơi đi. Rồi, chơi đi. Ui, sắp bắn vào. 1-0. Eddie đã thắng một trái. Nào, bắt đầu trọng tài. Phát bóng tiếp. 1, 2, 3, bắt đầu. Ô, 2-0, chưa phút đã vào rồi. Rồi, bắt đầu phát bóng tiếp nhá. Bây giờ là hai bạn Harry thắng 2, Will vẫn là 0. Rồi, bắt đầu bỏ này, bỏ bóng này. 1, 2, 3, bỏ bóng. Rồi, đá đi, vào chưa, gần vào rồi, vào xuất đi, đá chưa, vào. Úi giời ơi, rất là hay, rất là hấp dẫn. Ôi, đánh đá bật ra ngoài. Ba bật ra ngoài đúng không? Nào, ok. Đá bật ra ngoài thì ba thả bóng. Nào, chuẩn bị, chơi tiếp. 1, 2, 3, thả bóng. Rồi, chơi đi. Úi giời ơi. Vào. Úi giời ơi, 3-0. Đội áo đội vàng là đội gì nhỉ? Mexico à? Brazil đã thắng 3-0. Rồi bắt đầu tiếp này. Bắt đầu tiếp. 1, 2, 3. Tiếp. Úi giời ơi, tí vào. Ui, 4-0 vào. Giờ này thủ môn bên đội áo đỏ hơi yếu. Bắt không chuẩn. Nào, chuẩn bị bắt đầu. 4-0. Rồi, một phát nữa là thắng nhá. Nào, 1, 2, 3. Rồi, đá đi. Vào. Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà. Ô, mà đây. Được phát lại, mà đây, được phát lại. 1, 2, 3, bắt đầu. Úi giời. Đá đi, vào này kìa. Úi giời. Vào đi. Vào. Úi giời ơi. Đá sút bay quay thế mà không vào. Ô, phản lưới nhà rồi, đội gì phản lưới nhà rồi. Đội Brazil máu vàng đã bị phản lưới nhà. Anh có buồn không? Đá bắn phản lưới nhà. 4
4-1. Rồi bắt đầu. 1 2 3. Bắt đầu. Wow. Đá tiếp nhanh. Úi giời, úi giời. Đá tiếp đây ạ, vào kia, vào kia. Wow, wow. Rồi, camera chưa. Camera chưa chỉnh bóng, chỉnh đấy theo bóng mà bóng đã vào lưới rồi. 4-2. Đội bóng áo đỏ chuẩn bị lần lượt tình thế. Bắt đầu. 1 2 3. Bắt đầu. Sút vào. Ui, bóng vẫn chân của đội đỏ. Ôi, vào. 5-2. Bàn thắng nguyên về đội áo vàng, đội Brazil à. Yeah. Ok. Rồi. Rất là hay, đá rất là hay đấy. Các bạn thấy không? Cái bàn đi lắc này cũng rất hữu ích. Đấy, làm cho các bạn giải trí là rất là ok ha. Trong những cái lúc mà học mùa mệt mỏi ấy, thấy không? Đầu óc này cần giải trí chân tay ha. Rất là đích. Thấy là cái này là cũng bền. Chất liệu cũng ok, giá cả bán cũng hợp lý nha. Đây là mình mua về mình để cho các bạn nhỏ của mình chơi. Rèn luyện kỹ năng, nhanh tay nhanh mắt. Đấy. Tư duy. Đấy. À, cái link bán sản phẩm này mình cũng để ở bảng mô tả của video. Đấy, các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể mua, thì có thể vào đường link đến cái chủ shop bán uy tín. Rất là hợp lý nha. Bây giờ mình sẽ quay lại chi tiết. Quay chi tiết về cái sản phẩm bàn bi lắc để gửi tới cho các bạn xem kỹ nhá. Đây là sản phẩm này. Đấy, con này người bằng nhựa, bắt ốc vít vào thanh bằng inox khá chắc. Tay cầm này cũng là khá chắc chắn, làm bằng nhựa cứng, cầm cũng chắc. Bàn này thì bằng gỗ công nghiệp. Cái mặt này là mặt bằng alu sơn kẻ màu. Đấy, nhìn chung là khá đẹp, khá hợp lý so với cái tầm giá là hơn 700k. Ốc điếc là bắt vào cũng chắc chắn này. Đấy, các bạn nhìn xem chân chiếc là cũng ngon lành luôn, đúng không? Cái này người lớn cũng giải trí được chứ không riêng chỉ trẻ em. Cái này các bạn từ 3 tuổi trở lên vẫn có thể xài được rồi, cho tới mười mấy tuổi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.